Trời ơi. Ây chà. Ui. Wow. Ôi tướng đỏ nhiều vải nè. Ây chà, căng dữ anh em à. Cái đội hình của các bạn này hiện tại bây giờ mình không biết là bạn có đang sử dụng cái đội hình gì đâu anh em à. Khá là nhiều cái con lên đen rồi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với tựa game Kho Báu Huyền Thoại. Và hiện tại bây giờ mình đang trong phiên bản tiếng Anh, đó là trên Cindy Barrett. Hiện tại bây giờ mình đang được bạn một bạn gửi cho mình mượn cái ad để review cho anh em xem. Wow, ad xịn vãi anh em à, VIP 9 và level 96. Không biết là hiện tại giờ bạn ấy chơi được bao lâu rồi nữa anh em. Đang hướng dẫn, mình bắt làm theo hướng dẫn này mình mới vô mình xem được thông tin. Đây, anh em đợi xíu nha. Wow, cái này là ở bên server mấy trời, max level hero là 100 nha anh em. ID thì cái này mình không biết là ở bên bên server mấy nên nãy mình quên để ý nữa anh em. Rồi ok, để mình xem thử. Wow, thiền của bố già thì quá anh em. Trời ơi xịn sò vãi anh em à, thiền lép hiện tại bây giờ đó lép 100. Ồ, cái này là lên tới lép 88 à. Còn cái này thay là lép 100. Wow, ui cũng khá là căng đó chứ anh em. Giếp hạng HP cộng 63k. Ôi, cái tem này sử dụng thuyền gì ta? Tem này sử dụng ba thuyền này à. Thuyền này với lại thuyền Green Mary. Ủa, không sử dụng mấy cái thuyền kia ta? Nhìn em bảo thuyền bo nó mới xịn chứ. Sao bạn này không có xài thuyền bo ta? Đây, thuyền bo nó tăng thêm đam nè anh em. Không biết sao anh em. Sao không sử dụng thuyền bo hay anh em? Theo anh em thì thuyền nào mạnh anh em? Tại vì các bạn này chơi lâu quá anh mà. Chơi lâu hơn mình rất là nhiều rồi. Trời, lên đến VIP 9 không anh em. Đây, các bạn dùm cho bạn đó luôn. Và hiện tại thì bây giờ bạn này là trời, 5 triệu 6 lực chiến anh em à. Mày kinh vậy ta. Ồ, 226 triệu belly luôn nè. Còn 13k kim cương anh em. Thể lực này kia kiểu lúc khi pin. Wow, còn vé quay rất là nhiều anh em. 15 mảnh Luffy. Mình nghĩ chắc cái đội hình nó cũng khá là xịn sò thôi. Bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ show cái đội hình cho anh em xem luôn nha. Không biết à, các bạn này có những cái con tướng gì đó đây. Ô, hoàn thành nhiệm vụ hết rồi nè. À, vậy là bữa nay bạn nó cũng có vô làm nhiệm vụ rồi anh em à. Trời ơi. Ây chà. Ui. Wow. Ôi tướng đỏ nhiều vải nè. Ây chà, căng dữ anh em à. Cái đội hình của các bạn này hiện tại bây giờ mình không biết là bạn có đang sử dụng cái đội hình gì đâu anh em à. Khá là nhiều cái con lên đen rồi. Ô, cái game này mình không biết là lên thần là lên gì ta. Tại vì cái phiên bản tiếng Anh này mình không biết anh em, hay là lên cái mặt trời là lên thần đó, hay là lên cái này. Cái này là mát sao luôn anh em à. Wow, Luffy Gear 4. Luffy Tago nè, Luffy Tago hiện tại bây giờ mới lên được tới đây thôi anh em. À chà, khá là khét đấy anh em à. Mình không biết lên thần là lên gì ta. Đây, hình như là cái này nè anh em. Đó, à lên này anh em à. Đó, mình nghĩ là chắc cái này nè, Awaken nè. Chắc là cái này quá anh em. Sau khi lên xong thì sẽ mở lên được thêm những cái skill mới của Bác Sen anh em. Wow, Bác Sen mình hiện tại bây giờ chỉ được có cái bản skill này thôi. Còn sau khi mà lên nữa thì sẽ mở ra các cái skill này anh em à. Lép 100 hết luôn nè. Wow, ngon vãi anh em à. Bây giờ lên đây là mình sẽ sử dụng vàng để mà up skill anh em. Vậy là lên đây sẽ tốn rất là nhiều vàng anh em. Luffy Gear 4 nè, Snatchman, rồi Lo nè. Lo cũng đã lên thần luôn rồi anh em à. Ây chà, khét anh em, hơi bị khét đó nha. Wow, quá là xịn sò anh em ơi. Luffy Luffy mới tới đây hả anh em. Úp thử ấy. À, không được, mắt lép anh em à. Hình như là lên nữa mới được tiếp thôi anh em. Mắt lép anh em à. Cái này hình như là cần mảnh anh em à. Vậy là cần mảnh để mà đột phá lên đó anh em. Đột phá lên sao nè. Đây, sau khi mà full, chắc mình nghĩ là như là full sao bên dưới này, sau đó mới lên full sao, lên cho sao bên trên đó anh em. Tại vì mình không nhớ cho lắm anh em. Code có đây là sử dụng 500 kim cương để ray 10% gì đó anh em à. Current hình như là lên sao này hình như là có tỷ lệ phần trăm anh em à. Tốn 500 kim cương để tăng thêm 10% nữa thì phải không anh em. Đại khái là như vậy quá, mình không gành cái vụ này cho lắm. Ôi trời ơi, giết phi nè anh em. Chà, Aokiji. Vậy là lên cho con Aokiji thì chắc mình nghĩ là chắc nuôi con Aokiji sao. Ồ, cả Katakugi nữa nè anh em. Ôi, Dragon hiện tại bây giờ là chưa lên anh em à. Dragon hiện tại giờ chưa lên. Ủa, sao nó có 5 sao vậy ta? Dragon hình như là 5 sao nhỉ? Ủa, sao 5 sao lại chưa lên được ta? Mình không hiểu cho lắm anh em ơi.
À, hình như là đến một cái lép nào đó thì nó sẽ mở thêm cái móc này sao không anh em, hay là full cái gì đó thì mới lên được, không gõ anh em, không gành lắm. Rồi ok, quá xịn anh em à, được gần 5 sao rồi. Ủa lên full sao xong rồi nó sẽ qua mới mặt trăng thì phải, mặt trăng xong rồi nó qua đến mặt trời phải anh em, ổn anh em ơi, mình không gành lắm nha, chủ yếu mình vô mình review mình soi thử cho anh em xem thôi. Và cái ạc của bạn này không biết là server mấy anh. À bạn này ở server 51 anh em à. Hiện tại thì mình đi chơi server 342, vậy là bạn này chơi cũng rất là lâu rồi anh em à. Từ server 51 mà 51 đến ra cũng hơi bị lâu nha anh em. Thường thường chắc là tuần nó mới ra một server anh em. Còn bạn này chơi từ thời nào rồi anh em à. Thời nào rồi, lâu lắm rồi. Bạn ạc của bạn Trần Nguyên. Trời, what the hell, nhận phát 34k luôn á, vãi thật sự với anh em. Có kinh với anh nữa, kinh khủng khiếp luôn anh em ơi. Event là để mình xem được event có cái gì để nhận hay không. Wow, hiện tại giờ còn có 13k thôi, bây giờ mình sẽ đi BK để xem sao nè. BK để xem sao nha. Không biết là ở cái server này Arena là bạn này đang hạng mấy đây. Ôi, rank hạng 124 anh em à. BP lực chiến 839k, hiện tại bây giờ may rank là 124. Trời ơi mấy bạn này nè. Ủa mấy bạn này lực chiến có 1 triệu thôi anh em. Lực chiến có 1 triệu thôi anh em à. Mình chen để xem sao. 44 nè anh em, 44 thì cũng có 1 triệu lực chiến thôi à. Chen thêm cái nơi. Ôi bộ bạn 44 nó mất tiêu trời. Bên tới 9, 38 anh em à. Trời 38 rồi, tới có 915. Rồi phải vậy. MB của năm con tướng anh em, còn cái ngoài MB ngoài kia lực chiến tổng ngoài kia là nó tới 5 triệu, là nó tổng hết tất cả mấy con khác luôn anh em, mà còn ở trong đây là nó chỉ tổng 5 con tướng này thôi anh em ơi. À, đúng rồi anh em à. Ai chà, hơi bị khét đó nha anh em. Chắc là quýnh không lên nổi quá anh em. Ai chà, bạn này biết vãi anh em à. Ui, cái mặt trời xong rồi mặt trời nó lên nhú thêm cái mặt nữa anh em à. Nhú thêm cái bản mặt của cái ông mặt trời vô nữa là anh sẽ qua tới một cái tầm cao mới rồi anh em à. Rồi mình nghĩ là mình nên chain lại những cái bạn chiến thấp thấp hơn xíu, ví dụ như bạn 117 thử xem sao anh em. Wow, Dragan Luffy Tago. Rồi mấy cái con này chỉ có lên được có 4 sao anh em à. Mấy con này mình nghĩ chắc là muốn lên sao nữa phải nạp vô hay gì đó anh em à. Đại khái là như vậy, hoặc là dùng mảnh để mà lên thần hết anh em phải không? Lên đây là như là lên thần này phải anh em à. Bên dưới thì chỉ là lên sao full sao thôi chứ nó không lên được trăng mặt trời gì anh em. Đấy, ai mới anh em à. Ai mới 3 sao, Kaido 3 sao nè. Bắc Sen nè. Rồi bây giờ mình sẽ solo thử với bạn này xem sao. Bạn này có. Ôi, bỏ Luffy ra thôi anh em. Rồi mình không biết là của bạn này hiện tại bây giờ đang sử dụng cái đội hình gì nữa anh em. Luffy nè, Zeffy nè, rồi Dragon nè, Aokiji nè, thử xem sao anh em. Mình sẽ sử dụng cái đội hình này xem sao. Và đang sử dụng cái thuyền của bố già thì phải. Đây, thay 3 nè. Thay 4 lép 0. Cái giờ mình sử dụng cái nào vậy là thuyền này. Có thuyền bo không ta? Thuyền bo hiện tại bây giờ là lép 0. Trời ơi, ôi thì sử dụng thuyền của Ineo luôn anh em. Thuyền Ineo lép 100 nè. Thay 9 lép 100, thay 3 lép 88. Ồ, bây giờ mình không biết là sử dụng thuyền gì đúng không anh em. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng lại 3 chiếc thuyền xem sao. Ui cái lực chiến cái đội hình này chỉ có 793k thôi anh em à. 793k. Không lẽ bây giờ mình bỏ giáp phi ra, mình bỏ Luffy vô 800 mấy anh em à. Bỏ Dragon ra thì nó không được anh em. Không lẽ sử dụng loa ta. Hai Luffy á. Chà chà. Mình không biết sử dụng cái đội hình gì nha anh em. Mình sử dụng đại nha anh em. Sử dụng đại xem sao. Bút thử anh em. Wow, Kaido rồi anh em à. Thêm nhưng mà không khống chế chứ nè, có AoG nó khống chế thôi, nhưng mà bị đẩy rồi anh em à. Ôi, đẩy ngược lại nè anh em. Ây da, chết rồi anh em à, chết chắc luôn. Ôi trời ơi, cái tem bên kia nó mạnh vãi anh em à. Ôi con Luffy hiện tại giờ còn mỗi Luffy còn sống anh em ơi, còn mỗi Luffy Tago còn sống rồi. Wow, ôi con Luffy Tago nó trâu vãi thái rồi ta. Ôi nó trâu kinh thế anh em. Thôi nó sắp chết rồi, tự nhiên nó hồi lại khúc máu anh em à. Ủa cái tem bên kia có cả con ai ai xịn sò anh em à. Đợt cái gan đam cũng to kinh khủng khiếp. Luffy Tago đam cũng to cực anh em. Trời ơi, 1 triệu 9 đam anh em ơi. Nhưng mà quýnh không lại cái tem bên kia rồi anh em à. Tem bên kia nó căng quá.
không biết à, đây là cái đội hình, chắc là đội hình các bạn đang sử dụng anh em. Để xíu mình sử dụng cái đội hình này thử xem sao. Ây da, khó nha anh em. Không biết là bây giờ tới cái ải máy người ta ải ủa tới đây là hết rồi hả, tới đây là kết thúc chương trình hả anh em. Thấy cái chương này là cái chương mấy gì trời, mình không biết là cái chương này chương mấy nữa, nhưng mà hình như là tới đây nó kết thúc anh em à. Phí nịt đây, phí nịt hết luôn anh em à. Ok rồi, bây giờ mình sẽ xem thử đồ có ạc của các bạn này có bao nhiêu tướng nha anh em. Có Zogawano nhưng mà không sử dụng anh em à. Kuzan này á nè. Ôi Kuzan này như là nó ngon hơn so với Kuzan kia phải không anh em. Skill 95 95 game không có gắn game. Wow, ôi trời, bảo vật nó lên 5 sao hết luôn anh em à. Game nè, để mình xem thử mấy con nào gắn game. Dragon nè anh em. Dragon với lại Yeffy nè anh em à. Luffy Wano nè, Law nè, Luffy G4 nè anh em. Rồi Sengoku. Ồ, gắn game cho nhiều con ấy ta. Luffy Wano. Ồ, không lẽ sử dụng Law ta. Yeffy với lại con Dragon. Để xíu mình sử dụng cái đội hình này thử xem sao anh em. Giờ đó mình sẽ quấn lại thế thử cho anh em xem. Wow, nhìn thèm vãi nha mà. Trời ơi, Bero nè. Bero mình rất là thích. Con Ichi này nó cũng khá là xịn anh em. Công chúa Thủy Tề là sao không chơi thì công chúa Thủy Tề ta. Công chúa Thủy Tề nó xếp bọt cũng ngon mà ta. Ui, lên tới đây luôn rồi anh em. Bây giờ muốn lên nữa thì cần phải có 50 mảnh công chúa Thủy Tề anh em. Chà, quá là xịn. 44 attack, 442 HP, thủ. Thì cái này là 44 attack hả, cộng 44 basil lại sao ta, còn này là cộng thêm 400 related dam gì đó nè, mình không biết là cái gì nha. Này lên học cái skill này sau khi awaken xong ingress out attack à, như là cộng thêm dam thì phải nè, mà tức là cộng thêm dam cả Kizaru của lộng Fujitoga nè, Fujitoga Inel nè, Kuzan nè, Wano nè, Dragon. À chà, ngon dữ anh em. Đúng là có không mày sắc có ngài nên kim. Chịu khó cày chay nó cũng lên anh em. Sanji nè, Mihao. Wow, Rucker. Gâu đen. Bo. Kaisa. Moria nè, Akainu nè. Ủa, ủa có con A này sao không xài ta. Ơi mình thấy các bạn kia là xài con A luôn nè anh em. À chà, quyết dữ vậy trời. Ui, chắc là chưa đủ có sàn đấy anh em à. Chắc là chưa đủ đồ nên chưa xài sao chứ thấy bạn nó lên đỏ nè anh em. Lên đỏ cho con A ấy nè. Đốt đam được bằng 100 HP. Wow. Ui, mua hết tướng rồi nè, mỗi con cây đồ là chưa có anh em, còn lại là đầu tất cả đều full hết. Ôi bố già gấu trắng phế với ta, không ai chơi nữa nè. Trời ơi, muốn full tướng anh em. Không biết là ạc của bạn này có nạp hay không, mình không biết anh em. Nhưng mà mình thấy chơi rất là lâu anh em à. Chơi lâu như vậy khả năng cao là chắc được tướng hoặc là nhập gift code hoặc là quà tặng này kia kiểu anh em. Tại vì cái game này nó tặng quà nhiều kinh khủng khiếp anh em à. Rod server gì nè. Rồi ok, thôi bây giờ mình sẽ đánh giao lưu lại thử xem sao nha anh em. Wow, trời các bạn này lên tới một triệu được chiến anh em à. Ôi, trời ơi, lo với lại con bạc sen lên tới cái mặt trời cười luôn anh em à. Trời, không biết quýnh với bạn nào giờ ta. 118, 118 mà kinh khủng khiếp quá trời. Trời, lực chiến to kinh luôn, 108, 49. Thôi, nãy mình khinh địch mình tưởng đâu là cái lực chiến tổng, nhưng mà không ngờ là cái lực chiến này là chiến 5 con tướng anh em. 120 nè. 120 cũng xem với mình anh em. Rồi, bỏ con Luffy này ra đi. Yeffy. Ủa, Kuzan, bỏ Kuzan ra, lấy Yeffy vô. Rồi, đây hình như là cái đội hình mà bạn đang sử dụng thì phải anh em à. Bây giờ mình sẽ solo thử xem sao. 830k được chiến anh em à. Phật. Ây chà. Ui, Yeffy bên mình sao nó yếu sinh lý chứ gì nè. Chưa chân mà nó muốn ngủ củ tỏi nè anh em. Ôi, lên máu lại, trời 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 trời. Wow. Ôi, tự nhiên nó hồi máu kinh vậy ta. Nãy mình thấy nó sắp đứt bóng rồi, tự nhiên nó hồi máu kinh khủng khiếp anh em. Gọi luôn. Còn mỗi mình Luffy Wano anh em à. Tem chết sạch hết rồi. Tem chết sạch xanh xanh hết rồi.
bên kia vẫn còn Luffy tại Wano luôn em ơi. Wow, một cái tem bên kia nó vip vãi nè em. Tính ra là nó cũng đâu có hơn gì mấy mình đâu anh em. Con Luffy Wano bên mình nó xịn hơn Luffy Wano bên kia rất là nhiều anh em à. Dragon bên mình cũng ngon hơn. Riêng bên mình là sử dụng con lo thì bên kia sử dụng con công chúa trí tề thôi. Có cái gì mình bên mình cũng hơn sao bên kia anh em à. Cái gì cũng ngon hơn chứ nó sao thua lại được kỳ vậy ta. Để lên thì giúp phi nó thua giúp phi bên kia thôi. Nhưng mà mấy con này lại hơn rất là nhiều anh em à. Hay là do công chúa thủy tề nó bút cái gì nhá. À, khó hiểu anh em. Chắc là do cái đội hình của anh em hoặc là do mình hơi gà, mình không biết cái cách sắp xếp đội hình thôi anh em có gì góp ý giúp mình nha. Rảnh mình sẽ review cái ạc này và test thử mấy cái đội hình cho anh em xem thử như thế nào. Đây, công chúa thủy tề anh em, hiện tại giờ mới đỏ thôi anh em à. Công chúa thủy tề nó lên full thần hết luôn rồi anh em à. Lên skill full hết luôn nè. Nên là còn lên nữa phải không anh em, còn lên tới cái bậc tiếp theo nữa phải không anh em. Mấy con này trời ơi. Ôi, bây giờ mình sẽ lên thử con này cho anh em xem. Bây giờ nó dư nè anh em. Nó lố nè. Bây giờ mình sẽ lên thử xem sao nha. Tiêu 500 kim cương để mà lên thêm 10% thì phải. Bây giờ mình sẽ lên thử xem sao. Pẹt. Đó. Lên luôn rồi anh em à. Đây nó sẽ tăng thêm một cái giới hạn max level sẽ là 75 anh em à. Maximum sẽ là lên được 75 level 75 của cái skill này. À, cứ mỗi lần lên nó sẽ tăng giới hạn của từng cái anh em ơi. Chứ không phải là muốn lên gì lên em ơi. Đây bây giờ sẽ lên thử 70% xem thử nó có tỷ lệ xịt hay không nha anh em. Pẹt, ổn lên luôn rồi nè trời. Giới hạn lên được level 50 nè anh em. Bạn này bạn nó còn nhiều trời ơi mỗi lần lên 8 triệu berry anh em à. Nhưng mà bạn này còn đấy 210 triệu berry nữa. Hơi bị nhiều á. Mình lên test thử với anh em xem thôi. Ủa mấy con này sao nó chưa lên được ta. Hình như là lên gì nữa thì mới lên được hay sao. Ủa, sao không có nè. Bên đây lên được nè anh em. Con AOKG lên được nè. Hay là full này. À hình như là đỏ là full này anh em à. Đúng rồi. Như là đỏ là full này đâu lên được nữa. Đó. À, thì là như vậy. Bây giờ kiếm này mảnh con Dragon để mà thấy lên nữa anh em à. Wow. Katakuri AOKG full nè anh em. Zephy nè. Chỉ là cái màu xanh lá chứ anh em à. Xanh lá xong rồi tới đỏ cam vàng tím gì đó. Lên từ từ. Ok, hiểu anh em à. Thì giờ nói chung là mình trải nghiệm trước anh em. Để khi mà cái phiên bản Việt Nam ra mắt thì mình vô mình chơi cho nó đỡ bỡ ngỡ anh em. Đến lúc mà phiên bản Việt nó ra mình vô mình bỡ ngỡ mình sẽ thọt hơn mấy bạn kia rất là nhiều. Cho nên là bây giờ mình vô mình trải nghiệm trước thôi. Ok, anh em thích mình làm về đó gì nữa thì comment bên dưới cho mình hay nha. Mình sẽ làm cho anh em xem. Còn bây giờ chắc mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Kho báu huyền thoại Sunny Pirate. Và anh em có gì cứ comment bên dưới nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.